Xin giới thiệu với bà con, đây là hai dòng máy khoan đất động cơ xăng 68cc, khoan mũi khoan với đường kính là 30cm. Bà con có thể thấy là cách thức vận chuyển của máy khoan tay đẩy bánh xe và máy khoan cầm tay. Thì bà con có thể đánh giá được là cái dòng nào sẽ thuận tiện cho việc vận chuyển và di chuyển hơn. Và sau đây xin mời bà con cùng xem chúng tôi test máy khoan đất đẩy tay Takeo TK3B với động cơ là 68cc, máy rất là khỏe, khoan được đường kính tối đa là 30cm ở những nơi đất đồi, đất nhiều cỏ, đất nhiều rễ cây và đất có đá sỏi nhỏ cũng có thể khoan được nha bà con. Bà con có thể thấy là khi mà ga máy khoan rất là ngọt và chạy đều, những cái rặng rễ cây nhỏ chỉ hơi nhành nhàng nhẹ cái này có thể đứt đi qua được ngay, rất là hiệu quả. Với cái đường kính mũi khoan 30 mà cái khoảng cách của giữa cái vành mũi khoan khoảng chừng 7 đến 8 cm, thì khi mà chúng ta được bằng viên đá nhỏ hoặc bằng nắm tay trở xuống thì máy mới có thể khoan được. Nhưng mà nếu mà cái máy mà khu vực mà nhiều đá quá thì là nó sẽ nhanh hơn mũi hơn nha bà con. Và khi nào mà cái viên đá nó nằm chính diện ở mũi khoan thì là mũi sẽ không xuống được, thì chúng ta phải nhấc lên và nhấc cái viên đá nó lên. Khi nào mà viên đá nó nằm ở bên vành của cái mũi khoan thì nó mới khoan được cái mũi lên ha.